Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em có channel của mình là OJD và hôm nay chào mừng anh em có video của mình. Và hôm nay mình sẽ làm video về World of Tanks Split. Và hôm nay mình sẽ ok. Hồi xong. Cái kiểu này là xong phim rồi. Cái kiểu này ai chơi hả? Chỗ này ai chơi? No! Cô đâu có dùng hẻ đâu. Come on. Hai con tăng cơ. Chắc là do con hai con này khỏe quá cho nên là nó cho mình đấu quân cấp 4 luôn. Lượng xe cân cấp 4 luôn, hay lắm. Lắm đó, cho game này 4 sao thôi. What? Vây hết trơn rồi. Thôi để tôi tìm gắn đi. Ôi, đi xuống. Không, lùi, tiến. Không thoát được đâu nhé. Ui ơi, 2v2 ai chơi hả? Kiểu này là thua. Chịu. Mình là cái đứa tăng cơ mà lại yếu. Có
sắp hết rồi, lên là chỉ có đai thôi. Sợ lắm. Còn ông cái đứa bên tim đó đang AFK. Chết đi. Xe căng level 3 gánh tim. Xe căng level 4 cười tim. Chỉ với 2 xe căng level 3 tiêu diệt chấp hết toàn bộ con tăng level 4 là có học. Ok, mình sẽ ghi video này mà. lần đầu tiên trong lịch sử 2 xe căng level 3 gánh luôn team xe căng level 4 tiêu diệt hết xe căng level 4. Đó, có thật đó anh em. Đó, anh em đang xem video này à, có. Căng cúp đồ bắn. Cứ được con này. Thôi mình con này clip. Cái mắt vậy. Nó mắc hơn loại này luôn ấy. Đi đây. Ôi dồi ôi, sẽ căng kinh. Kinh thế. Ủa, có loại thiết bị nè. Đối con này bắn nhá. Nó lại căng cơ.
Ok, làm ok. Lại thêm một sự trùng hợp nữa. Anh em đi xuống đi, anh em phải thấy hai cái logo đều giống nhau luôn. Sao không di chuyển? Ủa? Ủa? Bị lỗi. Ok, quay lại rồi. Đứng lại đó. Súng bắn nhảy ngứa nhá. Ở đó. Ok, nếu như anh em thích video này hãy cho video này một like, một share và một subscribe và ủng hộ mình bằng cách ấn cái chuông nhé. Yeah.